Thì hôm nay mình đã bị giật điện thoại sau 5 tháng sống trong Sài Gòn. Đi ăn miếng hủ tiếu ở quận 8 mà ai ngờ đâu được luyện cơ tay. Nghe nó giật được lại ạ. Đấy, chú chứng kiến chú kể dù mình luôn. Đi kiếm cái xe há cảo của cô xong cái cô không bán. Đang nói chuyện với chú hỏi giờ cô bán. Xong cái lôi điện thoại ra kiếm cái chỗ khác đi ăn thì bị nhòm tới. Mà thực sự là cha đấy đứng ngay sát mình luôn. Kiểu dòm dòm bọn mình rồi. Nhưng mà mặc áo tài xế công nghệ nên mình cứ tưởng shipper hay gì đó. Đứa em đi cùng mình còn mặt đối mặt luôn mà. Xong đợi đến lúc bọn mình không để ý chạy xe qua giật của mình. Thực sự là lúc đó không biết cái gì xảy ra nhưng mà theo phản xạ nên giật ngược lại. Thì điện thoại vẫn an toàn trong tay nhưng mà mình thì đứng ấy. Cha đó còn quay lại nhìn kiểu lườm lườm. Trời ơi, lần đầu tiên mình chứng kiến cái cảnh này mà trong trường hợp mình là nạn nhân luôn. Mà giữa ban ngày ban mặt mình thấy manh động thực sự ấy. Còn cái mình đang quay là quán hủ tiếu bán hơn 30 năm rồi, sau khi bị giật điện thoại thì mình đi ăn. Gì thì gì tuy hoảng đấy nhưng mà mình đói thì mình vẫn phải đi ăn thôi. Quán này thì ở trong hẻm nên là có vẻ là an toàn hơn. Chứ mình cũng đang hơi ám ảnh rồi đấy. Và dấu hiệu nhận biết cho mọi người chính là cứ thấy ai đang nhòm nhòm ngó ngó, có thể đứng xa hoặc là đứng gần nha. Tốt nhất là tránh xa, cất ngay ví với điện thoại vào chỗ an toàn. Chứ hôm nay gặp phải cái cảnh này là mình cũng hốt lắm rồi đấy. Không biết là bữa sau có dám sang quận 8 để đi ăn nữa không đây. Nhưng mà đồ ăn ở đây ngon quá. Mà hôm nay còn là khởi đầu cho bước review quận 8 mà ta. Sao mà dớp thế. Không, mình đâu có bị giật, vẫn có cái may mà ta. Ở đây thì bán hủ tiếu thì tươi, nui các kiểu. Như thế bảo đặc sắc nhất là hủ tiếu khô. Thế nên là mình gọi luôn 2 bát. Giá cũng chỉ có 35k một bát thôi. Đấy, em mình nó ăn ít, gọi cái tô nhỏ có 30k thôi kìa. Ngoài ra thì bọn mình cũng gọi thêm 5k tóp mỡ ăn cho nó xả láng. Mọi người mà ăn vừa phải thì chỉ cần xin nhiều thêm một chút cho vào bát thôi. Ở đây ớt chương chủ quán cũng tự làm mà không bị cay quá đâu. Phải thừa nhận là mình là một người không quá ham mê cái bộ môn hủ tiếu. Cơ mà bát hủ tiếu ở đây đã khiến mình phải động lòng. Quá là nhiều thứ đi thôi mà chỉ có 35k. Đây, phớt lên cho mọi người coi mấy cái viên này, rồi là bao nhiêu thịt, rồi tôm, rồi phèo. Rồi cá quá trứng cút nữa này, tha hồ mà ăn. Rồi cái nước lèo nó thơm mùi tiêu và ngọt ngọt vị thịt băm, khá là hợp gu mình. Thế nên thành ra lát ăn không bỏ sót cái gì luôn. Và đây là kiểu hủ tiếu sa đéc. Mình thấy là cái sợi cũng dễ ăn hơn những cái loại hủ tiếu mà trước đây mình đã ăn. Ôi giời ơi, mà đâu kể cái chuyện bị giật điện thoại cho chủ quán. Cô bảo là ở đây nhiều lắm. Mà được cái cô bảo là trong cái ngõ cô bán này thì đỡ hơn, chứ ở ngoài đường lớn là như giặc luôn nên là mình sợ ngang. Nói vậy thôi chứ gì thì gì, quận 8 vẫn là một cái thiên đường ẩm thực mà mình chưa khám phá ra hết. Đâu còn chưa khám phá luôn đấy, mới bước chân nhỏ vào thôi. Trước là còn nhớ ghé quận 8 ăn cái bánh tráng trứng lòng đào rồi. Đây thì là quán thứ hai và cũng ưng cái bụng luôn. Mình là mình còn rất muốn khám phá cái chỗ chợ xóm củi. Mới xem xương xương đâu cũng phải chục món, toàn món lạ mình chưa thấy bao giờ. Thế nên là vẫn cứ nhất định phải ghé nhưng mà vào một cái thời điểm mà thích hợp hơn. Đấy, chưa nói cái tóp mỡ của quái quán này bén lắm ấy. Nhưng mà nhớ ăn cùng với cả hủ tiếu cho đỡ ngấy nha. Chứ ăn không như mình 2 miếng là bắt đầu thấy ngầy ngậy rồi đấy. Mà cái quán này kỳ ghê, topping nhiều, xong hủ tiếu cô cũng cho nhiều luôn, ăn mãi không hết. Đấy, nói gì thì nói, vụ kia là mình xuống tinh thần một xíu nhưng mà được cái bát hủ tiếu ngon như thế này cũng mà phấn khởi lại rồi đấy. Quay ra thì đứa em ăn cay dã man. Đây, cái vụ lúc nãy suýt bị giật điện thoại chưa đủ cay à? Thôi mình quay đến đây thôi nha, tĩnh tâm đã.